Đấy, không khác gì sạc tai nghe luôn anh em. Tưởng review tai nghe Bluetooth ấy. Review tai nghe mẫu mới của nhà Boya. Vâng, mẫu micro thu âm mới tinh. Họ mới sản xuất đây. Rồi chúng ta sẽ xem chất lượng của micro mới này như nào. Thì nhìn bên ngoài thì anh em sẽ thấy đây. Không nhận ra đây là micro đúng không? Boya Mini, phiên bản Mini 2.4 này. Anh em nhìn qua anh em tưởng tai nghe Bluetooth đúng không? Nhưng không phải, đây là micro thu âm. Thiết kế giống yết tai nghe Bluetooth đâu. Đây có màu này, đen trắng này. Cho iOS này. Vài thông tin đi nhá. Mặt sau này, 5G mini microphone này, 3 level AI noise cancelling, chống ồn AI, 100m line hay là pin 30 tiếng gì đấy. Wow. Những cái thông số khá là khủng so với một con mini nhá. Đấy, anh em quan tâm thì mình sẽ để dưới video. Trong này, sách giới thiệu và hướng dẫn sử dụng. Đây TX này, RX này. Đây chi tiết hướng dẫn anh em. Có cái đầu tai C. Đó, cắm vào để thu này. Có nút NFC chỗ này. Bấm nhẹ vào này. Đó, bo tròn trong lòng bàn tay, chống ẩm, túi đựng Boya, cáp sạc tai C, thẻ bảo hành. Rồi, sản phẩm chúng ta đây. Đựng trong túi ni lông siêu như này. Rất là tiện lợi luôn, nhỏ gọn thực sự. Đó, Boya nhựa trơn nhá, bo tròn có góc cạnh. Cầm thoải mái, cầm khá là thoải mái và dễ chịu, không cấn nhanh em. Phía trước logo Boya với cả cái đèn này, đèn thông báo này. Dưới có cổng tai C sạc. Mặt sau này, cái bản lề đây anh em. Bản lề nó nhẹ lắm, khá là nhẹ luôn. Mở ra khá nhẹ và hít nó chặt nhanh em. Hít chặt, mở ra có độ dơ ấy. Đó, đàn hồi khá là ngon. Có độ nặng tay hít vào. Đấy, một cái hộp sạc này. Với cả những cái đầu thu, đầu nhận. Khi hết pin cho vào sạc, y hệt tai nghe Bluetooth luôn. Lightning nhá. Đó, và ở đây là tai C nha anh em. Đó, Lightning và tai C. Hộp thì ghi là cho iOS nhưng mà có cả cổng Android luôn. iPhone 15 trở lên, tai C. Và Lightning, iPhone 15 trở xuống. Thì tí nữa mình sẽ test thử Android nhá. Tai C này xem có được không. Rồi, đây là đầu TX. Thì anh em thấy nó giống, nó cũng to như kiểu con tai nghe Bluetooth của anh em thôi. Đấy. Đó, kẹp vào chân sạc ở đây, chưa kích hoạt. Vẫn dán ni lông như này. Đấy, logo Boya này. Đó, có mic, cái chống bụi chống ồn này. Hai TX là hai người, hai đầu TX quá tiện luôn, phù hợp để anh em phỏng vấn hai người gì đấy, hai người nói cùng một lúc gì đấy, thay vì có mỗi một cái thì cứ phải đưa qua đưa lại. Đây RX như mình nói, cắm vào điện thoại nhá, hoặc là máy tính bảng. Đây có một cái nút bấm NR này. Ok, mình đã test nha anh em. Anh em dùng được cả trên iOS và Android nhá. Sóng ngâm đây anh em. Alo 1234. Đó là Android, iOS. Đó, hoạt động trên cả hai iOS và Android luôn anh em. Ok, đây là mình đang test điều kiện trong nhà nhá. Ít tiếng ồn hơn. Đó, đây là đang chế độ thường này. Và bây giờ mình sẽ bật chế độ chống ồn. Đây, đây là chế độ chống ồn. Đó, anh em thấy thì chế độ chống ồn sẽ có cái màu xanh lá cây như này. Và màu xanh dương như này là không chống ồn. Trong nhà thì nói chung là bật chống ồn này. Hay là không chống ồn thì mình thấy chắc là cũng như nhau thôi. Alo 1234. Thay đổi giọng nói này thì chúng ta ấn kích đúp hai lần vào cái RX. Đó là sẽ nhấp nháy như này là được. Đây giọng nói thứ hai nhé. Giọng chuẩn của mình là giọng thứ nhất. Đây là vừa chống ồn nhá, vừa chống ồn vừa thay đổi giọng nói. Đó, đây là giọng thứ ba này. Đó, thì thay đổi giọng nói đây cho vui vẻ đấy anh em. Đấy, nói chuyện trong điều kiện trong nhà anh em. Ok, thì mình nghĩ là test khoảng cách thì chắc là không cần đâu. Tại vì mình review khá là nhiều sản phẩm của Boya rồi. Test khoảng cách, những sản phẩm trước của họ thì mình review là khoảng cách là 50m, thì con này lên tới 100m cơ. Nhưng mà mình nghĩ là không nhất thiết phải test khoảng cách với cả xa như thế để làm gì cả. Đấy, thường anh em nói chuyện cách mic hay là cách điện thoại của anh em chắc chỉ tầm cùng lắm là 1m hoặc 2m gì đấy. Rồi, thay vì test khoảng cách xa gần 100m thì mình sẽ test khoảng cách khi bị chắn nhá, giữa các tầng. Đầu RX để đây luôn, TX đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống nhá. Đi xuống các tầng. Mình sẽ vừa đi vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đó thì anh em sẽ thấy đây là xuống tầng 4 này. Anh em xem nó có bị ngắt quãng đoạn nào nhá. Đang để ở trên này nhá. Để xem bị chắn giữa các tầng thì nó còn hoạt động có ok không. 19 này, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
xa mà khoảng cách xa gần mà không có vật cản thì đơn giản quá. Rồi, và lên đến tầng 5. Không biết thu âm còn tốt đâu. Không biết có số được tầng 1 không anh em? Rồi, mình đã lên rồi đây. Đã trở lại vị trí như ban đầu. Đây, về quay đây. Rồi đây anh em mình gắn mic như thế này nhá. Rất là nhỏ gọn luôn nên người ta sẽ không phát hiện là mình đang đeo micro anh em. Đây, mình đang đi ngoài trời nhá. Và đây là đang chưa có chống ồn nha anh em. Đó, anh em có thể cảm nhận. Chưa có chống ồn. Cái này thì chắc là nghe rõ tiếng xe cộ đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ bật chống ồn nhá. Rồi, chống ồn thì sẽ báo xanh lá cây này. Anh em kiểm tra tiếng ô tô xe cộ em có chống ồn có ok không? Đó. Đây, đi ra ngoài đường thử nhé. Đấy. Ra ngoài này. Đó, tiếng xe máy, tiếng xe cộ. Vincom này, bên này là Vin Nhật này. Bên trái là Vincom, ở trong Vinhome Smart City nha anh em. Đây là giọng kiểu người lớn tuổi ấy. Người già. Đang ở trà là số 6 Vincom Megamon Vinhome Smart City. Đây là giọng phụ nữ hay trẻ em gì đấy. Nên anh em đã vào Vin Nhật đi nhỉ? Ngày thì anh em thể livestream, có thể đổi giọng trực tiếp luôn trên micro này. Ok anh em, đây là mình đang test đi thực tế trên đường nhá. Ngoài đường này. Đó, có rất là nhiều tiếng gió ù ù. Đấy, không biết anh em nghe có rõ không? Đấy. Tiếng gió thổi rất là ù tai luôn. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo alo. Đấy, đi lên cầu nhá. Đi lên cầu gió rất là to luôn. Wow. Thổi bay cả mũi à. Anh em nhìn cái áo be đằng trước kìa. Đấy. Thổi bay luôn. Gió thổi rất là to. Thế anh em nghe gió không? Ok, bây giờ sẽ chuyển sang cái chế độ thường. Đây, đây là chế độ không có chống ồn nhá. Đấy, nghe rõ đúng không? Chắc chắn là sẽ nghe rõ tiếng gió đúng không? Tiếng gió thổi và rất là ồn đúng không? Đây, đang đi xuống cầu này. Đó. Alo 1 2 3 4. Alo alo. Đó. Rồi ok nhá. Đấy, còi.